Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và quyết định cách ly 21 ngày đối với những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 và những trường hợp có yếu tố dịch tễ về từ các vùng có dịch là ở Hải Dương và Quảng Ninh. Cụ thể, đối với người từng đi về từ thành phố Chí Linh trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 1 và sân bay quốc tế Vân Đồn từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 1 đến nay sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Những trường hợp người về từ Hải Dương từ ngày 13 tháng 1 phải thực hiện cách ly y tế tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày rời khỏi tỉnh này, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Những trường hợp đi về từ vùng dịch khác theo thông báo của Bộ Y tế, các trường hợp nghi ngờ F1, F2 cần chủ động khai báo y tế để được tư vấn kịp thời. Theo CDC Đà Nẵng, hiện có 137 trường hợp từ Hải Dương, Quảng Ninh về Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.